Cá sấu không hề đơn giản như bạn tưởng. Chúng có một gia phả phức tạp và lâu đời hơn bạn nghĩ nhiều. Chúng có chung tổ tiên với khủng long, bao gồm cả chim ngày nay. Điều này khiến cho cá sấu và chim có quan hệ gần gũi với nhau hơn giữa cá sấu với bất kỳ nhóm bò sát nào khác. Dù cho theo những gì chúng ta được học trên ghế nhà trường phổ thông, chúng thuộc về những lớp động vật khác nhau. Tổ tiên chung của cá sấu, khủng long phi điệu và chim là một loài bò sát nào đó đã khởi đầu cho nhóm bò sát gọi là Archosauria, có nghĩa là thằn lằn chúa, xuất hiện cách đây khoảng 251 triệu năm trước. Các thằn lằn chúa sau đó tách thành hai nhánh chính, đó là Pseudosuchia và Avimetatarsalia. Sự phân tách này diễn ra khoảng 247 đến 248 triệu năm trước. Nếu muốn đơn giản thì chúng ta có thể gọi nhánh Pseudosuchia là nhánh cá sấu và nhánh Avimetatarsalia là nhánh chim, theo những hậu duệ còn tồn tại đến tận ngày nay của hai nhánh. Thế nhưng thực tế thì phân loại của chúng phức tạp hơn nhiều. Nhánh chim thì có lẽ chúng ta đã biết khá nhiều rồi. Hai nhóm đại diện nổi tiếng của chúng bao gồm khủng long, trong đó có khủng long phi điệu và chim, nhóm còn lại là rực long. Nhánh cá sấu thì ngoại trừ cá sấu ra, thật khó để kể tên những nhánh còn lại trong gia phả, thậm chí có rất nhiều nhánh chúng ta vẫn gọi là cá sấu dù chúng không thật sự là cá sấu. Để mọi người có một cái nhìn rõ hơn về gia phả của những cá sấu, hay chính xác hơn là nhánh Pseudosuchia, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu tìm hiểu sơ lược về lịch sử cũng như các thành viên tiêu biểu của dòng dõi Pseudosuchia các bạn nha. Tôi là Dinoman, các thành viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trước tiên, chúng ta hãy làm rõ định nghĩa cá sấu một chút. Theo định nghĩa của khoa học, cá sấu thật sự chỉ bao gồm những động vật thuộc bộ Crocodilia, một nhóm bò sát săn mồi đẻ trứng, có lối sống phần lớn là bán thủy sinh. Chúng xuất hiện vào cuối kỷ phấn trắng cách đây khoảng 84 triệu năm trước. Ngoại hình của chúng cũng tương đối đặc trưng với cơ thể bền bẹt, móng tương đối dài, đuôi dạng mái chèo hỗ trợ tốt cho việc bơi. Ngày nay chúng gồm ba họ còn tồn tại là Crocodilidae, cá sấu thật sự, Alligatoridae, cá sấu móng ngắn, và Gavialidae là cá sấu móng dài. Tuy nhiên như đã nói, gia phả của dòng dõi cá sấu đã bắt đầu từ khoảng 248 triệu năm trước với sự xuất hiện của nhánh Pseudosuchia. Điều chớ trêu là cái tên Pseudosuchia lại có nghĩa là cá sấu giả, bắt nguồn từ việc các nhà khoa học cho rằng cá hóa thạch Pseudosuchia có những đặc điểm nhìn giống cá sấu nhưng lại không có liên hệ gì với cá sấu. Tuy nhiên ngày nay thì bộ Crocodilia hoàn toàn nằm trong nhánh Pseudosuchia, thế nên ý nghĩa của Pseudosuchia đã không còn hoàn toàn giống với nghĩa gốc của nó. Những loài thuộc nhánh Pseudosuchia nhưng nằm ngoài Crocodilia tuy có thể là tổ tiên hoặc họ hàng của cá sấu, nhưng giữa chúng vẫn có nhiều điểm khác biệt. Chúng đa dạng hơn Crocodilia về ngoại hình và cả lối sống. Việc gọi chúng là cá sấu thật sự không chính xác lắm về mặt khoa học, bởi trong số đó nhiều loài thậm chí còn không sống dưới nước, dù trong danh pháp khoa học của chúng đôi khi vẫn có chữ Suchus, có nghĩa là cá sấu. Vậy thì làm sao các nhà khoa học phân biệt được các loài trong nhánh Pseudosuchia với các loài trong nhánh còn lại của Archosauria là Avimetatarsalia? Như cái tên Avimetatarsalia đã chỉ ra, sự khác biệt lớn nhất giữa hai nhóm nằm ở khối xương bàn chân, metatarsal. Ở Avimetatarsalia thì cấu trúc của mắt cá bao gồm một xương sên rất lớn và một xương cựa nhỏ. Cấu trúc mắt cá chân này hoạt động trên một bản lề duy nhất, cho phép sinh vật di chuyển linh hoạt hơn. Nhờ sự thay đổi này mà tổ tiên chung của các loài Avimetatarsalia đã có tư thế đứng thẳng, hai chân nâng cao theo chiều dọc, tương tự như các động vật có vú. Còn ở Pseudosuchia, cả xương sên lẫn xương cựa của chúng đều lớn và có hai cách sắp xếp mắt cá chân khác nhau. Một được gọi là kiểu sắp xếp bình thường, Crocodile Normal, là kiểu sắp xếp phổ biến nhất của các Pseudosuchia và giống với các loài cá sấu ngày nay, trong đó xương sên có một cái mấu lồi khớp vào mặt lõm của xương cựa. Tuy nhiên, một số thành viên của Pseudosuchia lại có cách sắp xếp ngược, Crocodile Reverse, trong đó các mặt lõm được bố trí ngược lại nằm trên xương sên, còn mấu lồi thì lại nằm trên xương cựa. Cách sắp xếp này hiếm gặp hơn, chẳng hạn như ở họ cá sấu chim Ornithosuchidae. Lịch sử của Pseudosuchia cũng có thăng có trầm. Các loài thuộc nhánh Pseudosuchia xuất hiện vào cuối kỳ Olenekian, đầu kỳ Tam Điệp, chỉ trong vòng khoảng 5 đến 10 triệu năm đổ lại, đến kỳ Ladinian, tức giai đoạn cuối của Tam Điệp giữa, khoảng 242 đến 237 triệu năm, các loài thuộc Pseudosuchia đã dần thống trị các ngách sinh thái dành cho những loài ăn thịt trên cạn. Thời kỳ hoàng kim của chúng là vào cuối kỳ Tam Điệp, với rất nhiều các biến thể đa dạng từ những loài Rheosuchia có chi đứng thẳng giống khủng long, các loài ăn thực vật có thân giáp Itosauria, các loài săn mồi khổng lồ Poposauridae cũng như các loài tuy nhỏ nhưng nhanh nhẹn Sphenosuchia. Có thể nói, trước thời đại khủng long thì Pseudosuchia là những sinh vật thống trị có vai trò không khác gì khủng long hay động vật có vú sau này.
Khủng long và rực long, những thành viên của nhánh chị em Avimetatarsalia, trong thời kim của Sodosuke dường như bị đẩy ra xa khỏi xích đạo và phải tìm không gian sinh tồn cũng như tiến hóa ở những khu vực gần hai cực hơn. Trong nhóm Ryusukia, chi tiêu biểu có thể kể đến là Postosuchus. Chúng có kích thước khá lớn với chiều dài khoảng 5-6m, thậm chí có thể hơn. Điều đặc biệt ở Postosuchus so với các loài Sodosuchia là chúng có chi trước ngắn hơn đáng kể so với chi sau, bàn tay khá nhỏ. Điều đó cho thấy chúng có thể là loài thiên về đi hai chân nhiều hơn so với bốn chân. Chúng là một trong những loài săn mồi lớn nhất cuối kỷ Tam Điệp, với hộp sọ có cấu tạo chắc chắn, khá giống của khủng long ăn thịt, cho thấy chúng có thể sở hữu lực cắn khá tốt để hạ gục các con mồi. Nếu bạn thấy Postosuchus chưa đủ đáng sợ, hãy xem xét Phasulosuchus. Phasulosuchus có lẽ là loài lớn nhất trong số các Sodosuchia ăn thịt từng tồn tại, với chiều dài ước tính có thể từ 8-10m, sánh ngang nhiều loài khủng long ăn thịt khổng lồ sau này. Cấu tạo với những cái gai lớn để phòng thủ cũng không phải là đặc quyền của những con khủng long ăn thực vật sau này như kiếm long hay giáp long. Trước chúng đã có một nhóm Sodosuchia sở hữu cấu trúc phòng thủ khá tương đồng, đó là Itosauria. Itosauria là những họ hàng của cá sấu xứng đáng với danh hiệu cỗ máy phòng thủ hạng nặng. Chúng có cái đầu nhỏ, chỉ đứng thẳng và cơ thể được trang bị các hàng vảy xương giống phiến sừng khá dày. Ở vùng cổ của một số loài còn có những cái gai lớn, sẵn sàng thách thức những cú cắn của những kẻ săn mồi hùng mạnh nhất. Thế nhưng, thời kỳ hoàng kim của dòng dõi Sodosuchia đã kết thúc với một sự kiện được gọi là tuyệt chủng Tam Điệp Jura. Dù không nổi tiếng bằng sự kiện tuyệt chủng phấn trắng cổ cận đã khiến khủng long phi điều tuyệt chủng, đây vẫn là một trong năm sự kiện đại tuyệt chủng của liên đại hiện sinh diễn ra cách đây khoảng 201,4 triệu năm trước, ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ sự sống dưới nước lẫn trên cạn. Trên cạn thì trong số các Sodosuchia, chỉ còn duy nhất một nhóm còn sống sót là Crocodilomorpha, còn bên phía Avimetatarsalia, chúng ta có hai nhóm sống sót là rực long và khủng long. Ba nhóm này sau đó trở thành ba nhóm thống trị sự sống trên đất liền trong vòng 135 triệu năm tiếp theo. Dù đã bắt đầu bước vào thời đại khủng long, các thành viên của dòng dõi cá sấu vẫn phần nào duy trì được sự huy hoàng của cha ông và phát triển cũng tương đối đa dạng, không chỉ bao gồm những loài ăn thịt, ăn cá mà còn có những loài ăn côn trùng, ăn thực vật và ăn tạp. Quá trình tiến hóa dần dần khiến dòng dõi cá sấu được chia thành hai nhóm, nhóm sống trên cạn như Notosuchia và nhóm sống dưới nước là Neosuchia vào đầu kỷ Jura, cách đây khoảng 196 triệu năm. Nhóm sống trên cạn Notosuchia nhìn chung là những sinh vật tương đối nhỏ, cái chi thẳng đứng so với cá sấu ngày nay. Các đặc điểm rõ nét nhất thường là ở hộp sọ, thường là ngắn và dày. Trong khi hầu hết có hộp sọ hẹp thì một số lại có hộp sọ rộng hơn, chẳng như hộp sọ của Simosuchus, trông giống một con chó quắc hoặc ngắn, hay Anatosuchus, sở hữu cái mõm rộng và phẳng trông giống mỏ vịt. Một số Notosuchia đã sống sót qua sự kiện tuyệt chủng phấn trắng cổ cận, cho đến tận giữa thế trung tuần cách đây khoảng 11 triệu năm trước. Trong khi đó thì nhóm sống dưới nước Neosuchia đã thành công hơn và dẫn đến sự xuất hiện của những cá sấu chuẩn sau này như Eosuchia và sau này là Crocodilia. Thậm chí chúng còn xâm chiếm cả môi trường đại dương với các Thalassosuchia, có thể gọi là cá sấu biển. Một số trở thành những kẻ săn mồi đáng sợ mà ngay cả khủng long cũng phải dè chừng như Deinosuchus hay Sacrosuchus. Cũng như khủng long thì những loài cá sấu khổng lồ chịu chung số phận tuyệt chủng cuối kỷ phấn trắng, nhưng nhiều thành viên kiên cường hơn đã sống sót và duy trì dòng dõi cá sấu cho đến tận ngày nay, thích nghi hoàn toàn với lối sống bán thủy sinh trong một thời đại mới, nơi động vật có vú trở thành những kẻ thống trị. Vừa rồi là những nét sơ lược về dòng dõi cá sấu Sodosuchia. Từ những phần kế tiếp thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào các thành viên tiêu biểu của dòng dõi này. Nếu quan tâm đến Sodosuchia thì đừng quên đăng ký kênh và theo dõi những phần tiếp theo các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp của Mê Khủng Long TV.